Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay lại kênh YouTube Đức Nguyễn TV, Instagram là cá ông đói và TikTok là cá ông đói. Wow, đã rất là lâu rồi mà mình mới được nói lại câu nói này, và bây giờ thì chúng ta hãy đi khám phá rừng Nam Cát Tiến. Và đây là chuyến du lịch đầu tiên của mùa hè của tụi mình, và tụi mình cũng sắp xếp thời gian khá là lâu để được đi chuyến đi này. Bởi vì đi một mình thì rất là dễ, nhưng mà đi đông nhiều người thì phải canh chỉnh thời gian sắp xếp lịch trình của nhau. Mà cho mình hỏi là khi đi rừng Nam Cát Tiến thì các bạn đi bằng phương tiện gì? Thì đôi lúc thì mọi người sẽ chạy bằng xe máy, nhưng mình tính suy đi nghĩ lại mà chạy xe máy xuống tới Đồng Nai thì tụi mình bó tay chạy không có nổi. Nên hơn một cái là nhờ đi đông nên là thuê một chiếc xe 16 chỗ đi luôn. Và tụi mình cũng suy nghĩ một hướng là đi xe khách, nhưng mà không biết bắt cái chiếc xe nào mà đi xuống tới Đồng Nai được. Rồi từ bãi xe đến rừng Nam Cát Tiên thì đi bằng phương tiện nào, nên thôi là thuê xe là quyết định rất là an toàn và chính xác. Và còn chuyện ăn ở thì mình chọn một chỗ khu resort địa phương, chỗ này cũng gần rừng Nam Cát Tiên và nằm bên sông Đồng Nai, rất là thơ mộng luôn. Và mình biết là lúc cuối tuần lúc nào ở khu vực này cũng đông khách, nên là mình đã quyết định book trước cả một tháng luôn để dành những chiếc phòng mà tốt nhất, cũng như là lựa chọn chiếc phòng gần nhau, bởi vì xa quá thì cũng khó di chuyển cũng như là gặp mặt. Giá phòng ở đây là tầm khoảng là 1,2 triệu dành cho 4 người một đêm, và bên trong thì có đầy đủ tiện nghi. Và đối với là khu du lịch mà địa phương thế này có máy lạnh, phòng tắm sạch sẽ là quá là tuyệt vời. Ngoài ra còn có hồ bơi và buổi sáng thì được free. Trước khi mà đến khu resort để nghỉ ngơi thì tụi mình có ghé một quán ăn địa phương và cũng khá là ngon. Mà quán ăn này dạng như kiểu là mọi người đến và đặt trước món thì họ sẽ chuẩn bị một cách chu đáo hơn. Còn nếu mà đến mà như là kiểu vãng lai hoặc là đột ngột đến thì họ vẫn phục vụ mình, nhưng mà mình nghĩ là chất lượng quán ăn sẽ không bằng mà các bạn đặt trước đâu, bởi vì phong cách họ phục vụ chủ yếu là đặt trước, đặt bàn trước á. Phần cơm chiên nhân châu này họ chiên khá là ngon đó, ăn cuốn. Phần thịt bò lúc lắc này thì gia vị ngon, nhưng mà bò thì nó quá là dai, bởi vì hình như là các bạn bếp các bạn cắt lộn thớ bò nên là thịt bò ra ăn cực kỳ dai luôn. Nhưng mà vì giờ nó đói nè, với lại đi nắng nữa, nên là cỡ nào tụi mình cũng phải chơi hết dĩa thôi. Còn cái món nằm nướng này là ngon bá cháy luôn, recommend các bạn là đến nên gọi cái thịt nằm nướng đó. Trời ơi, ăn đã tuyệt vời luôn. Gia vị bên ngoài thì nó vừa đủ nè, bên trong thì mềm, mà kiểu không phải là mềm quá đâu, mà nó kiểu mà sực sực mềm mềm trong miệng á, ăn cực kỳ cuốn luôn. Nói chung là phải gọi món này. Cá chép chiên muối xả hình như là món này là của người miền Bắc. Nói chung là về hình thức trình bày rất là đẹp, nhưng mà khi mình ăn thì mình lúc đó mình cảm nhận thì không có ngon được cho lắm, bởi vì mình không có, nói chung là nó sao ta, nó kiểu như là nó không có tới á, nó vừa vừa ngon nhưng mà có vừa vừa không ngon, kiểu như hôm đó bếp làm không có tới được món này. Nói chung là cũng hơi thất vọng một xíu, bởi vì mình có một chị người Bắc đi theo họ nói là cái món này ăn rất là ngon, nhưng mà cái vị ở đây làm thì chưa được chuẩn cho lắm. Mình có gọi thêm một phần đó là rau luộc chấm kho quẹt, thì phần rau này ở dưới quê nên là rất là tươi cũng như là ăn khá là ngon đấy. Còn phần lúc chấm kho quẹt thì ổn định. Nói tiếp về vụ án là cá chép chim muối xả thì hình như món này cũng là signature của chỗ này luôn, mà do chắc là các bạn bếp hôm đó có vấn đề gì đó nên là làm không có ngon. Tại vì mình thấy một đoàn khách phía sau nữa họ đến sau mình và họ gọi tiếp cái phần cá chép này mà với số lượng rất là nhiều luôn. Rồi ăn uống năm cành thông rồi, tụi mình sẽ về lại resort và cũng như là chuẩn bị đi rừng Nam Cát Tiên. Để qua được rừng này thì các bạn sẽ mua vé và qua rừng là xong. À, chỗ này tên thật nó là rừng là vườn quốc gia Cát Tiên chứ không phải là Nam Cát Tiên, bởi vì cái anh hướng dẫn viên du lịch mình có nghe họ nói là khu vực này là rừng vườn quốc gia Cát Tiên, nhưng mà nằm ở phía nam Đồng Nai nên là mọi người hay quen gọi là rừng quốc gia Nam Cát Tiên. Để tham quan rừng thì mọi người có hai cách để di chuyển, một là thuê xe đạp, hai là mình sẽ thuê cái dạng như là xe tải. Nhưng mình là tầm khoảng là 1,2 triệu dành cho đoàn tầm khoảng là 14 đến 16 người, và tụi mình tất nhiên là sẽ thuê xe tải rồi, do là tụi mình đi vào cái mùa nắng nóng mà đi thuê xe đạp mà đã đạp trong rừng Nam Cát Tiên mà dài vài km đó là chỉ có quăng xe bỏ chạy chứ không thể nào mà đạp nổi. Mà đi rừng Nam Cát Tiên các bạn có hai lựa chọn, nếu mà đi vào cái mùa nắng thì sẽ không sợ con vắt, con này cực kỳ ghê gớm nha, nhưng mà là thiếu độ xanh tươi bởi vì nó và thiếu nước chảy bởi vì nó không có vào mùa mưa nên là cái độ xanh tươi của khu rừng nó không được tốt, và chụp hình cái con đường mà nổi tiếng mà nước chảy qua xong đạp xe đạp chạy qua con đường đó thì không có được. Còn nếu như các bạn muốn đi gọi là chill và đẹp cũng như là có con đường mà chụp hình tự sướng cũng như là xe đạp chạy qua thì đi vào mùa mưa, nhưng mùa mưa thì gặp rất là nhiều vắt, bù lại thì cảnh đẹp. Nói chung là tùy mọi người chọn. Trong rừng này thì mình có đi ba khu chụp hình khá là đẹp. Ngoài ra thì các bạn còn nếu mà gọi như là muốn khám phá hơn nữa hoặc là muốn cắm trại camping này nọ thì các bạn có thể đến Bầu Sáu, chỗ này cũng cực kỳ nổi tiếng và nói chung là sẽ được các anh hướng dẫn viên của rừng Nam Cát Tiên tận tình chu đáo phục vụ các bạn luôn. Nhưng mà tụi mình thì cũng hơi sợ cái xấu cũng như là nói chung là trong rừng trong rú thì mình cũng hơi sợ chút xíu nên tụi mình không chọn quyết định là đi Bầu Sáu đâu, ở ngoài cho nó tiện. Đầu tiên là chỗ cây cổ thụ này, rễ nó cực kỳ đẹp và tán lá xanh rì rào, nói chung là cực kỳ mát luôn. Mà công nhận là cái rễ cây này nó đẹp, một tuyệt tác của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người vậy, và không khí trong này nó mát, nói chung là thích lắm. Khu thứ hai mình đi là khu bãi suối, được nhiều bạn chụp hình check in, và dưới chân mình đi là đá tổ ong, chụp hình theo phong cách sporty, khu này khá là thú vị đấy. Tụi mình còn đi một khu nữa đầy nhiệm màu luôn với rễ gốc đa rất là vi diệu, nó tạo đường
sắn vô cùng huyền bí, cộng thêm là nền đất đá nó ngả màu đen tạo nên cảm giác rất là bí ẩn. Chỗ này Đen Vâu từng quay music video bài Ca Vào Rừng á, nghe nói là mùa mưa sẽ có thêm một con suối chảy qua khu vực này nữa. Nhưng mà một điều quan trọng, cẩn thận phát nhá. À, trong khu rừng này thì có nhiều cô bán nước rất là dễ thương, cũng như là họ vận chuyển nước từ bên ngoài vào bên trong này cũng khá là cực đó, nên là các bạn nên ghé ủng hộ nha. Mà đặc biệt là đi rừng này chắc chắn các bạn một điều là rất khát nước luôn, nên là cứ khát thì cứ ủng hộ nha. Ban đêm ở resort này thì tụi mình định ra ngoài ăn, nhưng mà check in chỗ này thì cảm thấy chỗ này làm đồ ăn khá là ngon đó, nên là tụi mình quyết định đặt đồ ăn ở trong này luôn. Nhưng mà có một điểm buồn lại là tối đó Đồng Nai tự nhiên cúp điện, giận gì đâu á, may là bếp linh hoạt nên họ còn chế biến được. Nhưng mà đêm tối quá thì quay đồ ăn không có ngon á, nên là mọi người xem tận chút xíu nha. Nói chung là cố gắng cảm nhận, nhưng mà đồ ăn này ngon thiệt. Mình có gọi 4 món, đầu tiên là món gỏi gà, hai món là sẽ gồm có cháo và là gỏi gà. Thì gỏi gà đây làm cực kỳ ngon luôn, nói chung là gọi món này là quá đã, với lại ăn được nhiều nữa. Gỏi gà trộn gia vị cực kỳ ngon luôn, với lại là gà thớ thịt nó chắc nữa, cộng thêm là muối chấm cũng ngon. Phần cháo gà cho nhiều, bên trong là sẽ có các bộ phận bên trong con gà, ăn ngon luôn. Một phần này tầm khoảng là 500k một con gà và làm được hai món, và mình tin chắc là 4 người ăn cũng không hết đâu, nếu là sức ăn mà yếu yếu. Lúc đầu là mình gọi món nai nướng, nhưng mà do cấp điện nướng nai đâu được đâu, nên là mình chuyển sang là nai nhúng mẻ. Cá mùa mẻ mới bê ra, trời, cái mùi nó tum thủm, nhưng mà khi mà nhúng vào mà nước nó nấu sôi lên, nó ăn cực kỳ ngon luôn, đặc biệt là cái mắm nêm chấm nữa đã nha. Heo rừng xào này thì gia vị rất là ok, nhưng mà thịt heo nó hơi kiểu như là nó mềm mềm xíu, thì mình hay đắn đo là có phải là heo rừng hay không, hay là họ có cách chế biến rất là đặc biệt làm cho thịt heo này được mềm ra và ăn công nhận là ăn ngon thiệt đó. Bạn ăn hơi thiếu rau chút xíu nên là mình có gọi thêm một phần kho quẹt, nói chung là ăn cũng ok la lắm, không có nổi trội gì chờ. À, còn điểm cộng nữa là khu resort này còn có hồ bơi nữa, nên là các bạn đến đây chụp hình là cũng khá là chill đó. Với lại gần sông Đồng Nai nữa, lần đầu tiên mình ngắm sông Đồng Nai mà cảm thấy rất là yên bình luôn, nên là có mặc một xíu bộ đồ nọ cho đẹp và chụp hình cho nó điếp cũng khá là ok. Và buổi sáng thì mình được ăn uống nhẹ nhàng và họ sẽ nấu phi cho mình, sẽ gồm thường là sẽ có 3 món. Đầu tiên là mình thấy có hủ tiếu, rồi là có mì gói, với lại là mì ấp trứng ấp la. Mì hủ tiếu thì mọi người ăn cảm thấy không có ngon lắm, nên là mình chuyển sang ăn mì thì ăn mì cũng khá là ok, với lại ấp la cũng ok la luôn. Sau đó là tầm trưa thì tụi mình về lại Sài Gòn, bởi vì thứ hai còn đi làm. Còn nếu như mọi người đi du lịch mà muốn khám phá thêm thì có thể đi đến các quán ăn nổi tiếng Đồng Nai. Mình thấy Đồng Nai có nhiều quán ăn rất là nổi tiếng cũng như là độc lạ lắm luôn á. Và cuối cùng là có nói quen thuộc, cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này của mình, và nhớ cho một subscribe cũng như một like, một share cho video này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn các bạn lại video lần sau.